Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kệ dùng để sách của hãng IKEA. Kệ này có 5 ngăn để được rất là nhiều sách. Nó có giá ở trên website là khoảng cỡ 20 đô, khá là rẻ. Có chiều cao là 165 cm và chiều rộng là 62 cm. Bây giờ mình sẽ mở cái kệ này ra và wrap cho các bạn coi nhé.